Ngôi sao Lee Kang-in của Paris Saint-Germain đang gặp rất nhiều vấn đề áp lực sau vụ xô xát với Son Heung-min tại đội tuyển Hàn Quốc. Vụ việc đó theo anh đến khi trở về câu lạc bộ và cũng khiến cả Paris Saint-Germain đau đầu. Mới đây, huấn luyện viên Luis Enrique là người đã phải trả lời về những áp lực này khi các phóng viên liên tiếp xoáy vào vấn đề của cá nhân Lee Kang-in. Hãy cùng cập nhật câu chuyện cụ thể trong bản tin trưa ngày hôm nay của TVS Vlogs. Paris Saint-Germain bình tĩnh trước scandal của Lee Kang-in. Trả lời phỏng vấn trước chuyến làm khách đến sân của nàng thuộc vòng 22 Ligue 1, huấn luyện viên Luis Enrique đã cập nhật những tình hình của Lee Kang-in như sau. Lee Kang-in không thể tham gia trận đấu trước của câu lạc bộ vì vấn đề dạ dày, nhưng cậu ấy đã sẵn sàng và có được 100% thể trạng tốt nhất. Hiện tại Lee Kang-in rất ổn, cậu ấy vừa tham dự Asian Cup của đội tuyển Hàn Quốc và có một giải đấu rất tuyệt vời. Trước đó, cựu thuyền trưởng của Barca cũng giải thích rằng Lee Kang-in được câu lạc bộ cho nghỉ phép sau khi trải qua chiến dịch Asian Cup tốn rất nhiều thể lực. Thuyền trưởng 53 tuổi không hề nhắc đến rắc rối nội bộ ở đội tuyển Hàn Quốc, mà ở đó Lee Kang-in đã trở thành nhân vật trung tâm. Theo ghi nhận của giới phóng viên Air Equip trên sân tập của PSG gần đây, Lee Kang-in vẫn tỏ ra rất bình thản, thoải mái cười đùa cùng các đồng đội. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy cầu thủ này lo lắng sau khi Innova với Son Heung-min trước trận bán kết Asian Cup 2023 bị báo chí phanh phui. Hiện tại Lee Kang-in đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ fan hâm mộ của Hàn Quốc. Họ cho rằng cầu thủ này thiếu tôn trọng với đội trưởng Son Heung-min là bậc tiền bối của mình. Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng đã lên tiếng xác nhận có vụ cãi vã giữa cao thủ trước trận bán kết Asian Cup. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra bất kỳ quyết định kỷ luật hay trừng phạt cầu thủ nào. Sếp lớn MU trả lời hài hước về Mbappe. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên mới đây đã chia sẻ đoạn video clip Sir Dave Bradford chụp ảnh cùng hai fan nhí. Giám đốc của Man United bất ngờ nhận được câu hỏi: "Ông sẽ mua Kylian Mbappe chứ?" Sir Dave đáp lại như sau: "Trái tim của cậu ấy hướng về Real Madrid rồi còn đâu." Tất nhiên, đây chỉ là câu chuyện vui về hai cậu bé fan Man United, nhưng cũng khá hài hước và rất nhiều người quan tâm. Những ngày gần đây, tương lai của Kylian Mbappe một lần nữa trở thành đề tài thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Dù hạ quyết tâm rời PSG, nhưng bến đỗ của tiền đạo CM 98 vẫn chưa được xác định. Mbappe thì rất muốn khoác áo Real Madrid, nhưng thỏa thuận giữa đôi bên chưa thể hoàn tất do khúc mắc về vấn đề lương thưởng. Newcastle sợ bị lộ bí mật với MU. Man United đang tiến rất gần đến thỏa thuận để mời giám đốc của Newcastle Dan Ashworth về làm việc. Điều đó đã khiến cho Chichester rất quan ngại. Huấn luyện viên Eddie Howe khẳng định Ashworth nắm rất nhiều quyền lực và những bí mật cấp cao tại đội chủ sân St James Park. Đây là một tình huống hơi bất thường đấy. Truyền thông Anh vừa rồi cho biết giám đốc thể thao Newcastle Ashworth đã đồng ý tới Old Trafford làm việc với vai trò tương tự. Quỷ đỏ chấp nhận bồi thường số tiền lớn để phá vỡ hợp đồng giữa Ashworth và Newcastle. Ashworth làm việc cho Newcastle từ tháng 2 năm 2022, nằm trong số những nhân sự cấp cao đóng vai trò quan trọng và chiến lược giúp Chichester đạt được thành công trong 2 năm gần đây. Tuy nhiên, lời mời của tập đoàn Ineos, đơn vị vừa hoàn tất việc tiếp quản 25% cổ phần của Manchester United, quá hấp dẫn với Ashworth. Huấn luyện viên Eddie Howe thừa nhận ông muốn mọi chuyện về tương lai của Ashworth được sớm giải quyết. Chính thức ra, người Anh có mối quan hệ rất tốt với vị giám đốc thể thao 52 tuổi và cho biết thật khó để tin thấy mọi việc diễn biến như hiện tại. Ashworth sẽ là nhân sự cấp cao thứ hai mà tỷ phú Sir Jim chiêu mộ từ tay các đội ngoại hạng Anh về MU. Hồi đầu năm nay thì Quỷ đỏ cũng đã gây ngỡ ngàng khi chiêu mộ thành công Omar Berada, giám đốc vận hành của Manchester City. Chelsea không ngại đôi công Man City. Chelsea và Manchester City từng tạo nên những trận đấu siêu hấp dẫn tại Premier League. Trận lượt đi giữa hai đội ở mùa giải này tại Stamford Bridge cũng đã diễn ra rất mãn nhãn với 8 bàn chia đều cho cả hai đội và chia đều trong hai hiệp. Trong đó Manchester City 3 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều để đối thủ gỡ hòa. Trước màn tái đấu ở Etihad, huấn luyện viên Pochettino khẳng định Chelsea sẽ không phòng ngự và để Manchester City thoải mái kiểm soát bóng và gây áp lực. Ông nói như sau: "Bài học từ trận đấu trước là chúng tôi sẽ gặp một trong đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng đồng thời bạn cũng cần phải dũng cảm để buộc họ phải phòng ngự, lui về và bảo vệ khung thành. Nếu chúng tôi ra sân và chờ xem chuyện gì đang xảy ra, thì Manchester City sẽ áp đảo và khiến bạn đau khổ. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần phải tấn công, chạy chỗ và cùng nỗ lực. Toàn đội cũng phải dũng cảm thách thức họ." Thường thì các đội bóng sẽ tập trung phòng ngự khi gặp Manchester City, bởi ai cũng hiểu họ mạnh như thế nào. Nhưng quan điểm của Pochettino khiến nhiều cổ động viên thích thú. Thậm chí Pochettino không ngần ngại đặt mục tiêu giành thắng lợi trước Manchester City và đang tập trung cho trận này một cách tối đa. Ông cho biết chưa lên kế hoạch cho trận gặp Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn vào ngày 25 tháng 2 vì muốn đấu với Manchester City trước. Liverpool mất Alisson Becker. Thủ môn Alisson Becker mới đây đã dính chấn thương gân khuèo. Trước mắt thủ thành người Brazil sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với Brentford cuối tuần này. Hiện tại, The Cop chưa cập nhật chi tiết về chấn thương của thủ thành CM 92. Đội ngũ y tế của đội bóng thành phố Cảng sẽ có buổi đánh giá chi tiết về chấn thương của thủ môn người Brazil gặp phải trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Đây rõ ràng là thông tin không vui với Liverpool và người hâm mộ trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Trước đó thì họ đã ghi nhận hai trường hợp chấn thương của những trụ cột, đó là Dominic Szoboszlai và Alexander Arnold. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh tổng thể của Liverpool.
Hiện tại, huấn luyện viên Jurgen Klopp cùng cao trò đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Premier League. Dẫu vậy thì họ cũng đã đón tin vui về ngôi sao số 1 của mình, Mohamed Salah, khi cầu thủ này đã trở lại sau chấn thương tại đội tuyển Ai Cập. Bayern cũng muốn có Xabi Alonso. Theo tờ The Times, Bayern Munich đã hết kiên nhẫn với Thomas Tuchel và muốn tìm kiếm người thay thế. Bất ngờ khi tờ báo này khẳng định Xabi Alonso đang là ứng viên hàng đầu. Đây là tin không vui với Liverpool bởi cựu tiền vệ 42 tuổi cũng được bãi đạo của đội chủ sân Anfield nhắm đến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng sau khi Jurgen Klopp công bố quyết định ra đi vào cuối mùa này. Bayern Munich có thể nâng tay trên của Liverpool một khi họ quyết định sa thải Thomas Tuchel rồi bổ nhiệm Xabi Alonso ngay lập tức. Alonso khởi nghiệp ở đội B của Real Sociedad. Tháng 10 năm 2022, ông được Leverkusen bổ nhiệm và nhanh chóng đưa câu lạc bộ này từ vị trí áp chót Bundesliga lên thứ 6 khi mùa giải kết thúc. Leverkusen còn lọt vào bán kết Europa League mùa trước khi thua AS Roma của Jose Mourinho. Mùa này thì Xabi Alonso gây ấn tượng mạnh hơn. Hiện Leverkusen của ông là đội duy nhất bất bại trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Ngược lại, Bayern Munich đang có nguy cơ lần đầu tiên không thể vô địch Bundesliga sau 12 năm thống trị. Họ đã bị loại ở cúp quốc gia và có nguy cơ bật bãi khỏi cả Champions League. Điều đó khiến cho Thomas Tuchel đối mặt với rất nhiều áp lực và có thể bị sa thải nếu thành tích chưa được cải thiện trong thời gian tới. Suarez chốt giải nghệ tại Inter Miami. Su Thỏ vừa lên tiếng thừa nhận khả năng mình sẽ giải nghệ sau khi hợp đồng với Inter Miami kết thúc. Anh chia sẻ như sau khi được hỏi về khả năng giải nghệ của bản thân ở câu lạc bộ. Đúng, gia đình tôi đều đã biết, thời gian cụ thể thì vẫn chưa được ấn định, nhưng Inter Miami sẽ là bến đỗ cuối cùng của tôi. Quyết định giải nghệ luôn vẫn rất khó khăn với mọi cầu thủ và Suarez cũng vậy. Tôi đã chuẩn bị cho thử thách cuối cùng này, nhưng mọi thứ vẫn rất mệt mỏi. Thật lòng mà nói thì tôi phải nghĩ đến việc có một cuộc sống chất lượng sau khi giải nghệ đã. Cuối năm ngoái, Suarez đã ký hợp đồng có thời hạn 1 năm và tùy chọn gia hạn năm kế tiếp với Inter Miami. Anh tái hợp với người bạn thân là Messi và hai người đồng đội cũ khác ở câu lạc bộ Barcelona, đó là Sergio Busquets và Jordi Alba. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe luôn là rào cản rất lớn với Suarez tại môi trường mới. Cựu trung phong của Liverpool gặp không ít chấn thương trong vài năm qua. Như thời điểm Su Thỏ tiết lộ, anh phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân thi đấu. Ở tuổi 37, Suarez sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể thi đấu tốt tại Inter Miami. Đội bóng thuộc quyền sở hữu của bầu không và các cộng sự. Họ đang chuẩn bị cho mùa giải MLS 2024 với tham vọng lớn lao. Daniel Alves muốn trốn về Brazil. Thưa quý vị, tờ báo có tên là TASS vừa tiết lộ Daniel Alves đã lên kế hoạch trốn sang Brazil trong trường hợp anh được tòa thả tự do tạm thời. Hôm nay thậm chí chia sẻ kế hoạch với một số bạn tù. Thưa quý vị, Salamo, phóng viên người Tây Ban Nha, tiết lộ cô biết được điều này thông qua hai bạn tù của Daniel Alves. Hai nước Brazil và Tây Ban Nha không có hiệp ước dẫn độ lẫn nhau. Chính vì thế, nếu như Alves trốn được về Brazil, cựu sao Barca sẽ thoát khỏi việc phải nhận án phạt từ chính phủ Tây Ban Nha, ít nhất trong tương lai gần. Tuy nhiên, kế hoạch của Daniel Alves khó lòng thành hiện thực bởi tòa án Barcelona nhiều lần bác đơn xin tại ngoại của Alves trong một năm qua. Alves được cho là không nộp đủ số tiền xin bảo lãnh tại ngoại. Việc phải ngồi tù hơn một năm qua và vướng phải cuộc chiến pháp lý khiến cho cựu sao Barca khánh kiệt hoàn toàn về tài chính. Cựu tuyển thủ Brazil vừa hầu tòa tại Barcelona từ ngày 5 đến 10 tháng 2. Các công tố viên đề nghị mức án 9 năm tù cho Alves. Cựu sao Juventus cũng bị yêu cầu bồi thường 150.000 euro cho nạn nhân, cấm liên lạc với người phụ nữ này trong 10 năm. Nếu những cáo buộc kể trên từ truyền thông Tây Ban Nha là đúng sự thật, Alves sẽ khó có cơ hội xin bảo lãnh tại ngoại cho lúc chờ tòa án đưa ra quyết định cuối cùng. Cựu tuyển thủ Brazil bị cảnh sát Barcelona bắt giam vào cuối tháng 1 năm ngoái. Thẩm phán dự kiến sẽ đưa ra kết luận cuối cùng trong vài tuần tới. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVS Vlogs.